không có nói lâu thôi cả. Nhà thầu nào bằng lui cho rút lui, ngân hàng nào mà bằng lui cho nghỉ luôn không tham gia nữa. Một tinh thần quyết liệt như vậy. Thôi bằng tiếng thôi, bằng lui cái chuyện này thôi. Hôm nay được chữ nói được thi công, để các ông chỉ làm sao cho nó kịp tiến độ nhưng mà đảm bảo chất lượng, đảm bảo cái yêu cầu của nhân dân một cách lâu dài chứ không phải trước mắt không. Không phải vì tiến độ mà chúng ta giảm chất lượng đối với công trình này. Nhưng mà cái nhu cầu bức xúc của việc thông xe đến Cần Thơ.